cô nhìn cái đứa mẹ cái mình khóc luôn mẹ. Rồi sáng sớm được mẹ chồng Nhung làm cho bánh pate show nè, quá ngon luôn. Trời bác làm khéo quá ơi, cái này là mình bác tự cắt cái bột phê tơ ra rồi làm hay là đâu mình mua cái bột nó làm sẵn. Dạ. Bột làm sẵn siêu thị cái vậy, cái mình để tan đá ra cái mới cắt ra. Dạ. Ăn thua mình làm nhưng có ngon hay không nữa. Dạ. Cắt ra bắt đầu mới quấn lại. Nhưng thì chỉ có thịt xay. Dạ. Ta mọc 4 cái nữa rồi kìa. Phong cảnh hữu tình. Con thích qua đây cái hai cái hàng cây bên đường nó màu vàng, lá vàng á bác, đẹp quá. Màu lá vàng đẹp gì đâu, mà đi bộ dạo dạo hít thở không khí thấy nó cũng thoải mái. Không, không có mới ở đây, họ một là họ sửa lại chứ không. Hôm nay hãy đi dạo ngắm nhà cửa và phố phường ở Đan Mạch cùng với cả nhà của Vân nhé. Buổi sáng thức dậy, sau khi ăn sáng xong thì cả nhà mình đi dạo để ngắm cây cối, phố phường. Cái này giống như là khu bảo tồn thiên nhiên vậy. Khu bảo tồn. Cái này là đi dài dài xuống dưới là có cái hồ. Dạ nó có cái hồ hả bác ha? Dạ con thấy. Con thấy cái hồ. Dạ con thấy có cái hồ. Ai cũng biết Đan Mạch là nơi sinh ra nhiều họa sĩ, nhà văn và thi sĩ nổi tiếng thế giới. Họ lấy cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa của đất nước này. Một trong số đó là Hans Christian Andersen, tác giả của những truyện cổ tích như là Nàng Tiên Cá, Vịt Con Xấu Xí, Chim Họa Mi và vô số những truyện khác. Ở Đan Mạch này rừng, rồi thiên nhiên này kia đã lắm mọi người, đẹp lắm. Không khí rất là trong lành luôn. Khi đến với Đan Mạch thì bạn còn nhìn thấy được những di sản nghệ thuật phong phú, lịch sử hào hùng cùng với thiên nhiên hùng vĩ và phong phú ở khắp mọi nơi. Nó ăn sâu vào nếp sống của người dân địa phương. Cái da nó đẹp hả Nhung ha? Bò châu Âu mọi người ơi. Bò Đan Mạch. Đây là bò xứ Đan Mạch nha. Trời, cái mặt ánh cưng dễ sợ luôn. Dạng quá ha. Cái mặt ánh cưng dễ sợ luôn. Đúng rồi, con bò. Ừ, đẹp ha. Chị ba thấy là lúc mà đi đường thấy từ xa. Bà. Ê, khoái con bò. Con bò. Con đi qua lần đầu thấy con có đùi. Mọi người đi dạo buổi sáng ở trong cái bờ hồ ở bên Đan Mạch đó. Không thấy trong lành không mình đứt không vậy bạn? Trong lành.
Cái này tới mà mùa đông tuyết nó phủ xuống chắc còn đẹp hơn ha. Anh nào quẹo vô đây làm chỗ cạp cạp. Cạp cạp. Quá trời đẹp luôn bác ơi. Quá đẹp luôn. Mình đi nữa rồi cũng gần tiếng. Rồi hôm nay mình đi dạo xong mình đi siêu thị Lidl ở bên Đan Mạch mọi người. Mọi người coi trái mơ long Đan Mạch nó ngộ chưa. Rồi Đan Mạch đang trong mùa bầu cử mọi người. Nên ở ngoài mấy cái cột điện người ta dán mấy cái hình của mấy cái cử tri á. Bên Đan Mạch với lại bên Đức á, mọi người vui lắm. Ở đây nó có cái tab để xin đường bằng cảm ứng. Hay lắm. Đây là cái siêu thị nội địa của Đan Mạch đó mọi người. Cái này là trường đại học. Đây là cái trường đại học. Đây là cái trường đại học của Đan Mạch đó mọi người. Có chừng xe kìa. Dạ, con quay chút xíu. Đây là cái con đường ở trước nhà của nhà chồng của bé Nhung. Quá trời đẹp luôn mọi người ơi, thanh bình lắm, yên bình lắm. Gần cái trường quỹ ban với lại trường làng đại học này kia rồi. Hay quá. Lâu lắm rồi mới thấy cảnh này nha. Trời hấp dẫn này, thịt kho mắm ruốc nha, kim chi nha. Còn cái này là thịt xào tép hả? Thịt xào tép khô này là má chồng của bé Nhung tự làm luôn á, bà tự làm ở nhà nè, nhìn hấp dẫn như ngon chưa? Con gì mấy người Hàn Quốc đó, họ luộc thịt đó, luộc trụng sơ đó. Họ bỏ ăn miếng cà phê vô.